Sau Tết Giáp Thìn là thời điểm hoa lê bắt đầu nở rộ. Tiểu thương nhiều tỉnh miền núi đã mang loài hoa này về bày bán tại Hà Nội. Dù giá cả lên tới tiền triệu, tuy nhiên loại hoa này vẫn được rất nhiều người dân quan tâm và mua để thưởng ngoạn. Những ngày qua, đoạn đường Lạc Long Quân chạy ven Hồ Tây tấp nập người mua kẻ bán hoa lê. Hoa lê chủ yếu được tiểu thương vận chuyển từ các tỉnh miền núi như Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Lạng Sơn, Tuyên Quang về Hà Nội để bán. Theo chia sẻ của các tiểu thương, thời gian chơi của hoa lê kéo dài khoảng 1 đến 2 tháng. Người mua thường lựa chọn cành có nhiều nụ với hy vọng hoa nở đúng rằm tháng riêng. Giá bán hoa lê cũng rất đa dạng. Đối với nhiều cành, gốc lê to, đẹp và nhiều nụ, giá mỗi gốc mỗi cành có thể lên tới cả chục triệu đồng. Với những cành lê nhỏ có giá thấp hơn, dao động từ 100.000 đến 500.000 đồng. Mặc dù giá hoa lê không rẻ, nhưng vẫn có rất đông người dân quan tâm, chi tiền để mua về trưng trong nhà.